Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Giáp Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt áo yếm của bộ đồ kiểu lữ. Nếu ở phần 1 thì mình đã hướng dẫn các bạn cắt quần, thì sang phần này mình hướng dẫn các bạn cắt áo. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt. Mình sẽ cắt luôn thân trước và thân sau nhé. Dải áo của mình là 56, các bạn trừ cho mình 5cm của phần phối ở gấu. Và còn 51 cộng với lại 2cm đường may. 51 cộng với 2 là 53 nhé. Dải áo của mình là 53. Áo này của mình là dạng áo hơi váy một chút nhá, dưới là hơi xòe đấy. Dải áo 53. Ngang cổ mình để là 10. Hạ cổ mình để 7 hoặc 8. Các bạn sẽ đánh cong cho mình. Áo này của mình là áo yếm có phối nhé. Các bạn cứ vẽ như áo bình thường cho mình trước. Hạ xuôi vai sau là 3,5. Rộng vai là 36 là 18 này. Nối đây cho mình là 89, chia 4 là bằng 22. Ngực cho mình là 23 nhé. Cộng cho mình 1cm xuống dưới cho nó rộng cái phần nách ra. Còn bạn nào mà thích ôm thì để cho mình 22. Mình sẽ để là 23. Tính rộng ngang ngực cho mình. Rộng ngang ngực bằng 1/4 vòng ngực. Cộng cho mình từ 3 đến 4, mình cộng 3. 22 cộng 3 là 25. Và áo này của mình là không có eo nhé. Hoặc các bạn có thể tạo một chút eo cũng được, để cái phần rộng này của mình nó đỡ rộng. Eo của mình từ đây đến đây các bạn sẽ hạ cho mình eo là 12 đi. Hạ eo cho mình 12 nhé. Vòng ngực của mình 25 thì eo các bạn để cho mình 24 hoặc 23. Vòng ngực của bạn này là 80. Chia 4 là bằng 20 cộng 3 là 23. Các bạn sẽ đánh vào cho mình 2cm. Tạo cho mình chút eo cho nó đẹp hơn nhá, đỡ suôn cái áo. Vòng mông của mình 95, chia 4 là bằng 24. 24 cộng với lại 8 là bằng 32. Để các bạn đánh vào đây cho mình. Áo này của mình là áo hơi váy nhá. Và như thế này thì cái phần eo của mình này, đây các bạn sẽ đánh ra. Cái áo của mình mặc nó xinh hơn, nó đỡ suôn cái áo nhé. Đây các bạn đánh cho mình như thế nào. Mình đánh ra nó gần 25 đấy. Đẩy vào một chút cho nó có eo. Và phần gấu này nó loe hơi nhiều nhé. Các bạn sẽ đánh vào cho mình như thế nào. Là khi mình mặc cái đoạn gấu này nó không bị vẩy này. Này là phần trừ gấu của mình nhé. Từ dưới các bạn lấy lên cho mình 10cm phần sườn. Vẽ xuống đây cho mình. Vẽ cho mình một chút này. Đấy. Mình đánh hơi cong một chút nhé, thì cái vạt nó đẹp hơn này. Còn phần nách này có yếm nhé, các bạn vẽ như bình thường cho mình. Ngực của mình là 89, 82, 16, 17. 17 chia 1 là 16. Các bạn lưu ý đây là phần cổ áo của mình này. Để cắt được áo yếm nhá, thì cái phần này của mình nó vào đây. Các bạn sẽ lối thẳng đây cho mình. Cái phần này 23 nó mà dài quá nhé, thì các bạn sẽ lấy lên. Mình sẽ để đây, lối vào đây cho mình. Cái bản này của mình là để trên này mình để 5, dưới này mình để 4 thôi nhá. Đúng đây. Bốn hoặc ba nhé, trên để to một chút này,
Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của áo. Phần sườn này, phần cổ thì nó sẽ khác nhau nhé. Phần nách nó sẽ gần như là nó giống nhau, nhưng phần cổ nó khác nhau. Các bạn sẽ cắt cho mình phần sườn trước nhé. Các bạn sẽ phải cắt ra cho mình này. Bốn các bạn sẽ cắt đi cho mình là 3 cm này. Mình sẽ cắt một cái miếng đáp mới nhé, cặp đôi nhé. Đoạn này là mình bỏ này. Và phần thân áo này là của mình là có đường may rồi nhé. Đoạn này có đường may rồi. Toàn bộ thân áo này của mình này có đường may rồi này. Cộng 1 cm đường may. Đây là thân sau này. Các bạn vẽ cổ trước cho mình nhé. Dọc cho mình cái phần này làm đôi này. Khi cắt lên vải các bạn sẽ gặp đôi vải nhé. Cắt lên giấy thì mình tiết kiệm giấy ấy. Mình sẽ cắt một nửa nhé. Sang dấu cho mình nhé. Ngang cổ mình để 10. Hạ cổ yếm này. Các bạn hạ cho mình 12, 13 đi. 12 hoặc 13 nhé. Nếu mà cổ thuyền thì cái phần này này, các bạn lưu ý này. Cổ thuyền nhé, cái này của mình sẽ rộng ra đây một chút. Các bạn sẽ phải rộng đây cho mình này. Những cái cổ này sẽ rộng ra đây là 12 nhé. Tí mình sẽ vẽ lại này. Mình sẽ dán bằng dính và vẽ lại cái phần cổ này nhé. Nếu các bạn thích cổ tròn bình thường thì để là 10 và cắt cho mình. Còn với cổ thuyền thì các bạn sẽ để cho mình cái phần này là 12. Đây. Thân sau tí mình dính lại sau nhé. Còn mình nó vẽ thân trước này. Để cho mình là 12. Hạ cổ để 12. Nối cho mình lấy gần một phần hai nhé, cái đường chéo này cho mình này. Cái vai này các bạn trừ đi 1,5, sau đó mình lối xuống đây. Từ đây ra đây mình lấy là 5. Sườn mình để là 3 hoặc 4 nhé. Mình để 4. Đây. Cái mẫu này của mình nhỉ. Đây những cái phần vai áo này nó sẽ dính liền thân sau thân trước với nhau.
Cái này nè, đáp thân trước cộng với lại 1 cm đường may cộng 1 cm đường may. Cái này là sườn này, chỗ này là cổ áo nhé. Cái này cộng 1 cm đường may, cổ để kia. Gấu này cộng với lại sườn có đường may rồi. Đây là cổ tròn bình thường này. Còn cổ thuyền thì các bạn lấy ra đây cho mình. Ngang cổ là 12, cũng nối vào đây cho mình. Nối như cổ tròn nhé, đẩy ra đây. Đoạn từ đây vào là 5. Và lối xuống đây y hệt như cắt cổ tròn nhé. Cổ thuyền như cắt cổ tròn nhé. Cổ này các bạn thì phải đánh ra đây. Cổ áo đánh ra đây nhé. Đánh ra đây, nó có đường đỏ này nhé. Đây là cổ áo này, đây là phần thân áo này, thân chỗ sườn này cộng 1 cm đường may này, và phần dưới lại là cộng 1 cm đường may. Thân này, cái phần miếng đáp ở gấu này các bạn sẽ đặt lên, và lưu ý cắt cho mình 2 miếng đáp nhé, may cho mình những cái xăng dấu này. Mình cắt đây là đáp thành phẩm nhé, đáp thành phẩm của mình là 5. Mình vẽ xong cái này thì mình sẽ để đúng là 5, sau đó đặt lên vải cho các bạn để dư đường may nhé. Cái này của mình đang là 3 cm. Các bạn để 5 cho mình. Cái miếng đáp gấu này của mình là 5 nhé, 5 cm là thành phẩm nhé. Các bạn đặt lên vải cắt thì cắt cho mình là vẽ đường may cho mình.
Cái này đắt gấu này. Đáp gấu thành phẩm nhé. Chưa có đường may. Cộng 1 cm này. Cộng 1 cm. Còn phần cổ áo đó các bạn có thể cắt dây viền nhé. 1 cm viền cho mình là được. Khi mình may này, mình sẽ chấp vào đây. Các bạn đã chắp vào đây, thân trước và thân trước và thân sau và thân sau nhé. Đây, chắp vào đây sau đó mình viền xung quanh cổ nhé, mà được.